Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, bầu trời tại Trung Quốc dường như hóa điên khi những hình ảnh về đám mây kỳ lạ liên tục được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tò mò xen lẫn sự hoang mang bí ẩn. Đằng sau sự đẹp đẽ đến kỳ lạ của các đám mây là điềm báo cho các loại hình thay đổi thời tiết đáng lo ngại. Thậm chí, ngay cả các nhà khoa học đã chứng minh khi thiên nhiên trở mình, đó là lúc có thảm họa kinh hoàng sắp ập tới. Theo đó, vào chiều ngày 19 tháng 7, tại 3 tỉnh thành Trung Quốc xuất hiện 3 hình thù mây khác nhau. Nếu như bầu trời Vân Nam, phía Nam Trung Quốc xuất hiện mây có hình dạng giống như những cụm bọt nước khổng lồ kéo dài hàng trăm km, thì tại Tứ Xuyên, Tây Nam của nước này lại xuất hiện luồng sáng lạ trên bầu trời mà nhiều người gọi là mây ngũ sắc. Trong khi đó, thì người dân tỉnh Thanh Hải bỏ chạy tán loạn khi thấy mây hình người lơ lửng giữa bầu trời. Nói về những bức ảnh được chụp tại Thanh Hải, Trung Quốc, khi một đám mây có hình thù như cái đầu hình người lớn có cả thân, chân tay loằng ngoằng đang lơ lửng trên trời. Đám mây kỳ dị trên được cho là dài hơn 300 mét. Theo Daily Mail, việc đám mây hình người này có màu sắc sẫm khiến nó trông như thể được làm từ một cái gì khác chứ không phải là do những đụn mây tạo thành. Từ góc độ của bức ảnh thì có vẻ như người này đang nằm trên trời và theo dõi những gì diễn ra bên dưới khu vực đông dân cư. Đám mây bí ẩn xuất hiện khoảng 45 phút đồng hồ. Nhiều người cho rằng rất có thể đám mây này xuất hiện để cảnh tỉnh giới chức lãnh đạo Trung Quốc hãy mau ăn năn sám hối tội lỗi. Một số người cho rằng sự xuất hiện của nó là một biểu hiện từ Chúa. Một nhân chứng cho biết, chúng tôi đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh đám mây trông giống con người trong suốt 45 phút. Một số người bắt đầu lễ bái, trong khi những người khác thì bỏ chạy. Thật kỳ lạ, nhân chứng cho biết thêm. Khi các video được lan truyền trên mạng xã hội về các đám mây có hình dạng giống như cụm bọt nước khổng lồ ở Vân Nam xuất hiện vào lúc 17 giờ chiều ngày 19 tháng 7. Những bọng mây này xếp chồng lên nhau, đan xen khiến cho chúng giống bắp tay cuồn cuộn của chàng lực sĩ khổng lồ. Theo các nhà thiên văn học thì những đám mây này là dấu hiệu của cơn giông bão lớn, kèm theo sấm sét trong các tháng có thời tiết nóng như hiện nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, thì một trong những dấu hiệu thiên nhiên liên quan tới động đất đó chính là sự xuất hiện của những luồng sáng lạ trên bầu trời Tứ Xuyên vào lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 7. Trong giới khoa học, người ta gọi các luồng sáng ấy là ánh sáng động đất. Theo người dân thì ánh sáng động đất này kéo dài khoảng 20 phút. Một số dữ kiện ghi nhận sự xuất hiện của thứ ánh sáng này có thể kể đến như trận động đất Alabama vào năm 1975, động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 2008. Lý giải vì sao ánh sáng động đất lại xuất hiện trước thảm họa, giáo sư thuộc đại học giải thích, khi có động đất thì các vết nứt dãy dưới lòng đất giải phóng điện tích vào không khí, chúng ion hóa các phần tử không khí và hệ quả là gây ra thứ ánh sáng đặc biệt nói trên. Đây không phải là lần đầu tiên người ta nhìn thấy đụi mây có hình thù kỳ dị xuất hiện trên bầu trời. Thì trước đó cũng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã có nhiều trường hợp gây tranh cãi xoay quanh những đám mây trông giống như bàn tay giận dữ của Chúa hay đôi cánh thiên thần. Cũng theo tờ The Times của Ấn Độ cũng cho biết, Yong Hao Chu, một học giả người gốc Hoa đang sống tại California, Mỹ, được cho là người có thể dự đoán 39 trận động đất kể từ năm 1990 bằng cách sử dụng các lý thuyết về đám mây động đất. Ông là một nhà khoa học đã nghỉ hưu, sử dụng hình ảnh vệ tinh và các công cụ khoa học khác để tinh chỉnh lý thuyết của ông về đám mây động đất như là dấu hiệu về thảm họa thiên nhiên đáng sợ này. Điều này cũng thật trùng hợp khi gần đây hiện tượng động đất liên tục xuất hiện tại Trung Quốc, gây nên những thiệt hại về người và của hết sức nặng nề. Chuyên gia khí tượng học Jeff Blabrop đã lên tiếng giải đáp bí ẩn thông qua mạng xã hội Twitter. Ông cho biết những hiện tượng Maratot hay dân gian gọi nôm na là hiện tượng mây vầy rồng, hay gọi là mây gò bông đào. Ông cho rằng sự xuất hiện các mây vầy rồng phía dưới một đám mây lớn có thể là điềm báo về tình trạng thời tiết xấu sắp tới. Chúng thường xuất hiện sau khi có sự thay đổi hay chênh lệch lớn về nhiệt độ, khoảng độ ấm khi trời sắp có giông, bão kèm theo sấm chớp. Các nhà khoa học khác cũng tán đồng quan điểm trên của chuyên gia khí tượng học. Họ nói thêm rằng mặc dù đa phần các đám mây có dạng mặt phẳng như Maratot lại sở hữu các túi hình tròn phía dưới những đám mây khác, do không khí chìm xuống gây ra hiện tượng độ nổi âm.
các nhà khoa học khác cũng tán đồng quan điểm này. Thưa quý vị, theo trang AFP, sáng ngày 20 tháng 7 đưa tin, Trung Quốc xuất hiện 9 vòi rồng lốc xoáy xảy ra cùng một lúc vào hồi 6 giờ 30 phút chiều tối ngày 19 tháng 7. Cơn lốc xoáy khổng lồ đã quét qua thị trấn Giao Liên, Trung Quốc, khiến cho hơn 3.000 người bị thương và 120 người thiệt mạng. Còn số mất tích đến thời điểm hiện tại là 63 người. Theo những bức ảnh chụp lại của các du khách có mặt tại biển thuộc thị trấn Nam Kinh, tại thời điểm đó, biển bắt đầu rơi vào trạng thái mưa bão dữ dội. Chuyện không thể dừng lại ở đó khi mặt biển lần lượt xuất hiện 9 vòi rồng thả từ trên trời xuống mặt nước và đua nhau hút nước. Vòi rồng này di chuyển lên mặt đất khoảng 5 đến 10 km và đã quật nát tất cả bao gồm con người, nhà cửa, xe cộ, thổi bay gốc cây hai bên đường. Một cây cổ thụ 100 tuổi cũng bị quật ngã. Chưa dừng lại ở đó, cơn lốc xoáy này còn đua giỡn với con người. Khi đã vào đất liền được 70 mét thì quay lại về biển, sau đó lại quay về đất liền đợt 2 sau 10 km với tốc độ rất nhanh. Sau đó đã suy yếu dần và mất đi. Một thị trấn bị nhấn chìm trong biển rác và đống đổ nát. Sau cơn lốc, 9 thị trấn bị ảnh hưởng làm cho hư hỏng cây cảnh và hoa màu. Theo ghi nhận tại hiện trường thì những vùng bị ảnh hưởng đã bị tàn phá nặng nề, những ngôi nhà mà người dân xây dựng đã bị tốc mái và đổ sập. Những ngôi nhà xây dựng kiên cố hơn thì bị bay mất cửa, kèm theo vô số rác từ đâu bay tới, lật tung cả bầu trời rồi rớt xuống như cơn mưa rác. Có một số ngôi nhà bị sập khiến cho bờ tường đè lên người và họ còn bị kẹt trong đống đổ nát ấy. Theo AP chia sẻ, tầm giờ chiều thế này thì người dân sẽ ra biển tắm và thư giãn. Những người này ở bờ biển không kịp chạy lên bờ đã trở thành nạn nhân xấu số với cơn lốc xoáy quỷ quái này. Một người dân chia sẻ rằng 9 vòi rồng hút mọi vật này được cho là hiện tượng tự nhiên cực đoan xảy ra tại Đông Kinh, nằm ở phía đông Trung Quốc đã khiến các nhà khoa học sửng sốt. Bên cạnh đó, Reuters cũng đã đưa tin ít nhất 150 người thiệt mạng vì các sự cố liên quan đến thời tiết, hơn 1.000 người bị thương sau khi cơn lốc xoáy đổ bộ vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương. Lốc xoáy còn quật đổ 28 ngôi nhà và làm hư hại 1.651 ngôi nhà khác, tháp cần cầu cùng một số cơ sở hạ tầng. Video về ba vòi rồng hút nước này được cư dân mạng nhanh chóng lan truyền, đang khuấy động thiên văn Trung Quốc. Ngày nắng nhưng đột nhiên trời tối sầm, xuất hiện mưa và cơn lốc xoáy từ trên trời đổ xuống. Theo một cư dân mạng chia sẻ rằng, giới chức trách Trung Quốc đã thừa nhận thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Cơn lốc xoáy này vô tình xuất hiện và di chuyển lên đất liền rất nhanh, Trung Quốc không kịp trở tay. Đây là nỗi mất mát lớn vô cùng đau lòng với người nhà nạn nhân xấu số. Một cán bộ địa phương cho hay, nhiều chuyên gia thiên văn nhận định đây là một hiện tượng thiên văn cực đoan kết hợp rất nguy hiểm, không dễ gì xuất hiện cùng một lúc ba vòi rồng và thay nhau quần thảo mặt biển kỳ lạ đến như vậy. Sự việc này đã được đăng tải trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Một khách du lịch phương Tây chứng kiến việc này đã nói với phóng viên BBC, đó là một hiện tượng thú vị độc nhất trước giờ chưa xuất hiện trên biển. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục này. Trận lốc xoáy đã khiến thành phố Giang Tô trở nên tan hoang, với nhiều ngôi nhà bị phá hủy, nhiều cột đèn và cây xanh bị bật gốc. Trường học, tòa án, một sân bay và tòa nhà đã phải đóng cửa, trong khi đó một số cơ sở hạ tầng đã phải di rời sang chỗ khác để mở cửa muộn hơn. Các chuyên gia dịch vụ đại dương quốc gia của Mỹ cho rằng, giai đoạn gần đây chính là việc nước trong biển của tỉnh Giang Tô có dấu hiệu nóng lên đột ngột, cùng tốc độ với nhiệt độ không khí xuống cực thấp. Trong cơn bão và tác động nhiệt của nhiều tia sấm sét trên bầu trời tạo ra 9 vòi rồng quái vật này xuống mặt nước. Theo thông tin mới nhất, vào sáng ngày 20 tháng 7, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy được 15 nạn nhân dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, trong số 5 người đã tử vong và 10 người may mắn còn sống sót. Như vậy, tính đến sáng ngày 20 tháng 7, đã có tổng cộng 162 nạn nhân thương vong trong vụ thảm họa thiên nhiên này và khoảng 1.000 người bị thương. Khối lượng gạch đá càng bốc rỡ lớn gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ. Ông Chen, một nhân viên cứu hộ, nói với AP rằng, các cơ quan chức năng chính quyền địa phương đã bổ sung thêm nhân lực tham gia vào lực lượng cứu hộ. Để đẩy mạnh tiến độ công tác tìm kiếm, lực lượng cứu hộ sẽ còn tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn trong những ngày tới, bởi vì khối lượng gạch đá cần bốc rỡ còn quá lớn. Không một thảm họa thiên nhiên nào có thể so sánh với lốc xoáy. Xét trên hai phương diện sức mạnh về khả năng tàn phá, tạm đặt sang một bên về sự cố sợ hãi và những điều mê tín dị đoan, đấy có thể là cảnh quan tuyệt vời nhất mà bạn từng tận mắt chứng kiến. Được mô tả giống như chiếc vòi rồng khổng lồ nối liền mặt đất và trời. Lốc xoáy có khả năng di chuyển với tốc độ có thể lên đến 500 km/h, để lại những vết nứt sâu thăm thẳm trên mặt đất, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Bên cạnh lốc xoáy thì Trung Quốc đại lục cũng đang hứng chịu những trận động đất mang tính hủy diệt.
một hiện tượng vô cùng kinh hãi và lạ thường đã xảy ra tại Trung Quốc đại lục. Một khu dân cư đang sinh sống bỗng chốc hóa bùn lòng rồi nuốt chửng toàn bộ những ngôi nhà, bệnh viện, trường học và khu công cộng tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhìn những căn nhà nhấp nhô như những bì ni lông trôi theo dòng bùn lòng rồi chìm xuống trong bất lực, vụ việc đã trở nên tồi tệ hơn khi những người trong khu vực bị nạn không kịp thoát ra khỏi vùng bùn hóa lỏng, khiến cho gần 2.000 người thiệt mạng được tìm thấy sau đó. Số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi khoảng hơn 5.000 người khác đến nay vẫn còn mất tích và những khu vực bị bùn lỏng nhấn chìm được giới chức địa phương tuyên bố là mộ tập thể. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất tại Trường Đại học Nam Hải cho biết, nguyên nhân xảy ra là do trận động đất ngầm nằm ở độ sâu hơn từ 30 đến 50 km. Tuy không rung chuyển hay sụt lún như các trận động đất thông thường, nhưng trận động đất ngầm lại gây ra hiện tượng làm cho các mạch sông ngầm trong khu vực bị tắc nghẽn, khiến cho dòng nước ngầm ứ đọng nhiều ngày tạo thành một lòng chảo nước bùn. Trong khi đó, bên trên bề mặt đất nơi vị trí xảy ra vụ việc lại thường xuyên có những trận mưa kéo dài. Điều này làm cho đất của khu vực bị nhão và gây ra hiện tượng đất hóa bùn lòng. Tình trạng này đã khiến những khu vực tìm thấy người sống sót gần như không còn và giờ đây các lực lượng cứu hộ chỉ tập trung tìm kiếm các nạn nhân xấu số. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc cho biết công tác tìm kiếm và xây dựng lại vào cuối tháng này. Những nạn nhân còn lại sẽ được liệt kê vào danh sách người mất tích coi như đã chết. Giới chức chính quyền Trung Quốc tuyên bố khu vực làng Tây Chiêu thuộc Lô Châu sẽ là những ngôi mộ tập thể do nhiều nạn nhân bị nuốt chửng bởi đất hóa bùn lòng. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết họ vẫn sẽ tìm kiếm những thân nhân còn mất tích. Ngay cả khi các nhân viên dừng việc tìm kiếm, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng tìm người thân của mình. Nếu chúng tôi không còn làm được nữa thì mọi chuyện sẽ phó mặc cho trời. Ông San, 41 tuổi, người có cô chú đang mất tích cho biết ông ở làng Tây Chiêu nhưng hôm xảy ra thảm họa ông lên tỉnh nên may mắn thoát nạn. Làng Tây Chiêu là một trong những khu vực bị xóa sổ hoàn toàn do hiện tượng đất hóa bùn lòng sau trận động đất ngầm. Theo nhiều cơ quan ứng phó khẩn cấp lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho hay, sau một ngày họ mới tiếp cận được với những khu vực bị cô lập, khung cảnh của thảm họa vô cùng thảm khốc. Hy vọng tìm thấy người sống ngày càng mong manh theo thời gian trong khi số người chết không ngừng gia tăng. Trong khi đó, mặt đất Nam Lạc lại đang chịu sự hóa lỏng vì trời mưa chưa dứt. Nguyên nhân đặc trưng của các trận động đất ngầm, hiện tại 4.000 ngôi nhà trong khu phố tại Nam Lạc đã bị nuốt chửng với hàng trăm người có thể đã bị vùi lấp. Hình ảnh vệ tinh trước và sau cho thấy một khu dân cư rộng lớn nằm ở phía nam làng Tây Chiêu. Huyện Nam Lạc đã bị xóa sạch mọi dấu vết của sự sống. Mức độ tàn phá khủng khiếp của thảm họa do trận động đất ngầm gây ra tại khu vực này đang dần hiện rõ. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những khu vực bị nạn vốn bị cô lập hoàn toàn trong suốt những ngày qua, nhà chức trách lo ngại số người chết sẽ vượt tầm kiểm soát, nhưng đến nay con số thương vong trong thảm họa vẫn chưa được xác nhận chính xác. Nhưng tính đến sáng ngày 20 tháng 7, hơn 2.048 trường hợp đã xác nhận đã chết. Những người thiệt mạng đều được ghi nhận tại huyện Nam Lạc là thành phố chính của thảm họa. Lực lượng cứu hộ và người dân đang nỗ lực đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót hoặc thi thể những người thiệt mạng. Chúng tôi nghi ngờ vẫn còn một số người bị mắc kẹt bên trong. Tần Đường Nghiêu, đội trưởng đội cứu hộ nói với Reuters khi nỗ lực đào bới đống đổ nát của khách sạn 7 tầng tại Nam Lạc. Đây là một khách sạn hạng sang trong thành phố. Người ta tin rằng có 105 người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà đổ xuống. Khách sạn này đã gánh chịu nhiều thiệt hại khi nằm cách khu vực xảy ra thảm họa chỉ khoảng 2 km. Hiện tại, người ta mới tìm thấy 18 người trong đống đổ nát của khách sạn và một thi thể trong ngày 19 tháng 7, chỉ 3 trong số đó vẫn còn sống. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đang phải tìm sơ đồ thiết kế của công trình và từ đó tìm ra những nơi để tạo thành hốc khi tòa nhà sập xuống, cũng hy vọng tìm thấy người sống sót. Việc đào bới cũng được tiến hành cẩn trọng nhằm đảm bảo mạng sống của những người mắc kẹt phía dưới. Hoạt động cứu hộ diễn ra khẩn trương trong bầu không khí nồng nặc mùi tử thi. Khu vực nằm ở ngoại ô trung tâm huyện Nam Lạc, những chiếc xe tải đang chở thi thể các nạn nhân tới chôn cất trong khu mộ tập thể được đào trên đất sỏi. Chiếc hố dài 70m với độ sâu khoảng 2m đã trở thành nơi an táng của hàng nghìn thi thể. Từng phần của chiếc hố đang được lấp dần về những thi thể được tìm thấy. Khu vực này giống như một cơn ác mộng thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Mọi thứ đều bị tàn phá nặng nề, trong khi báo cáo từ khu vực làng Tây Chiêu vốn bị cô lập sau thảm họa cũng được tìm thấy. Cảnh tượng tương tự, gần 60.000 người đã phải sơ tán, đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Trước tình thế khó khăn, Bộ trưởng An ninh Nội địa Triệu Khắc Chí cho biết Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết những khó khăn trước mắt và sẵn sàng chấp nhận đề nghị hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng.
tình trạng thiệt hại sau thảm họa đã thổi bùng lên, những vùng mất điện và hệ thống thông tin liên lạc cũng chưa được hồi phục. Cảnh tượng của những vùng thảm họa tại đây vô cùng tồi tệ và có thể sẽ tiếp tục trở nên tệ hại hơn trong một vài ngày tới. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của chương trình.